nữa thì thôi, chứ tôi bây giờ là chủ yếu là hai đứa nhỏ, với nhỏ bển nó cấp tiền vậy nuôi tôi thôi. Tức là bây giờ mà bé Lan Anh quay về là cô cũng không chấp nhận nữa. Không không chấp nhận, tôi miễn miễn biết nó là sống chơi sống là tôi mừng rồi. Rồi nó ở đâu ở, hay hoặc cho tôi trình công an có nó đưa con vô viện, hay hoặc là ai chứng nhận nuôi nó tôi cũng vẫn chịu nữa. Chứ dứt khoát tôi không cho nó về nhà mà, tôi có nói không lẽ tôi không trình báo không gì, sợ nó có đe chém giết hay hoặc là nó chết rồi công an mời tới tôi nó ở sao con đi không trình báo, thì tôi lúc đó thì tôi nóng quá rồi tôi ngu rồi này kia, rồi bây giờ tôi Cô hỏi chú người anh ta chị, hết thì thì bây nói giờ Mạnh đang có mặt tại nhà của bé Lan Anh, thì bây giờ đó Mạnh đã vào trò chuyện cũng như là hỏi cô vài cái vấn đề về cô đối xử với bé Lan Anh như thế nào, thì Mạnh mời cô chú anh chị vào nhà để mình cùng trò chuyện, hỏi thăm cô. Rồi đây là nhà trước mặt của chú là chị Như, là chị của bé Lan Anh đó. Đây là nhà của bé Lan Anh là cô chú anh chị. Rồi bây giờ Mạnh xin mời cô chú anh chị cùng vào nhà để mình cùng trò chuyện với cô. tao không có mà quánh mày nữa, mà tao không ấy, tao lấy cái điện thoại lại, tao lấy điện thoại lại, mày không có liên lạc với người này người kia nữa, chứ mày để cái điện thoại là mày liên lạc được. Rồi tôi mới phá cái cửa sắt, tôi phá mấy cửa sau rồi này kia cửa nọ, thì tôi mới nằm trong buồng ở trong đó đó, tôi mới nằm tôi trong buồng, thì nó đi đường xa xa đi ra hồi lúc đó 7 giờ 10 phút. Là cái cánh cửa này luôn ha. Cửa này luôn nè, cửa sắt này tôi kéo à, cửa sắt kéo rồi cửa này tôi kéo rồi cửa đó tôi kéo tôi phá luôn á. Rồi cái Tôi chìa phá khóa mình chơi để luôn. đâu? Tôi phá, đâu nó đâu đi đường trước. Nó đi đường bên Ồ, này tức là đi sao, đi đường đường sau bên luôn. sau rồi nó mới mở cửa này nè, mở cửa này ra. Đó là như vậy, nó nói mẹ giết con chết cũng được, nó mẹ quánh con được, nó quỷ lại mà. Nó gian lại tôi nói không không không, tao giờ hết khí quách rồi. Tao không còn quánh mày nữa, dứt khoát là mẹ không đánh con, mẹ lấy chỉ điện thoại để thôi. Mẹ lấy điện thoại mẹ mời mẹ đem đi bán. Đó tôi nói vậy, tôi nói mời là mẹ đem điện thoại mày đi bán, chứ mẹ không đánh mày nữa, dứt khoát mẹ không đánh. Không có điện thoại mày mới không liên lạc với thằng này thằng nọ, chứ mày mày còn điện thoại thì mày liên lạc thằng này thằng nọ nó mới liên cho mày được. Đó nói vậy rồi thôi, nó đó ngồi như chú này vậy nè. Rồi cái tôi mới đi vô buồng, tôi nằm tôi coi phim thì giờ tôi giờ tới chừng cháu ngoại tôi ra nói: "Ngoại ơi, Út mới đi rồi." Thì tôi dòm đồng hồ lại là 7 giờ 10 phút. Thì đó đó là có nhiêu thôi, chứ mỗi bữa tôi đánh dữ lắm nó còn đi, mà lại bữa nay tôi đâu có đánh nhiều đâu, tôi bệnh mà. Tôi nói tôi không đánh, mẹ không đánh con, mẹ dứt khoát mẹ hứa là không đánh con, mẹ lấy điện thoại để thôi tao đem đi bán. Nói vậy thôi cái nó quỳ xuống nó lại tôi liền. Con lại mẹ mẹ giết con cũng được nữa, mà mẹ đừng có lấy điện thoại lại cho con. Chứ cái te chiều đó tôi không lấy điện thoại thì nó không bao giờ nó đi. Tôi dám bảo đảm, tại vì tôi đâu có nghĩ là nó đi, tại mấy chuyến trước tôi quánh cỡ nào cỡ quánh tới mâm máu mủ còn không đi nữa mà. Tôi cắt điện thoại lên 4 5 tháng rồi đó. Rồi mới cho đó, mới vô cái này nè, nó mới vô wifi đó. Wi-Fi ha. Mới vô wifi đó với đưa điện thoại chưa đầy một tháng rưỡi nữa là bắt đầu đó, có quánh đập chuyện nhiêu đâu là bắt đầu nó đi đó. Rồi rồi tới tôi ấy cái tủ đồ đó, rồi đồ đạc của nó đó là tôi mới gom giục dưới sân này, chứ tôi biết phải vậy tôi không có giục, tôi để cho chú luôn à. Rồi tôi đâu biết đâu, tôi kêu cháu mãi tôi mà xóa cái này xóa kia, tôi thì tôi đâu biết vụ điện thoại này. Tôi chỉ biết nghe với biết gọi rồi với này kia cái nào dễ dễ thôi, chứ còn ai điện nhắn tin hay ai làm gì này kia tôi mượn người ta còn mấy tôi bỏ trôi trôi chứ tôi đâu biết làm đâu. Đó là Quần như quần vậy. áo của bé Lan Anh là bây giờ cô giục vô xong hết luôn. Không, đồ cái sử dụng quần áo À, thì vẫn giặt, mướn người ta giặt rồi đâu rồi. đó, tôi xếp kìa, xếp 3 4 tủ kìa, tôi xếp vẫn Giống đàng như hoàng, tôi cất lên. cái chai hút Còn mấy chai cái thuốc đồ điện tử hút á, á, chai thuốc điện tử. hút điện tử với hút ra khói với hút Đó. sạc điện rồi hút này kia rồi hút thuốc hút rồi tao nói đủ thứ hết đủ kiểu chân rồi tôi nắm có tôi gom giục hết trơn rồi cái chìm cái nổi rồi giờ ấy nên sẽ ăn minh mấy bạn đây nè. Hôm bữa bé đi cửa gào cô không có khóa hả? Khóa Đi đường tôi sao? khóa cái này tôi khóa này tôi khóa cái này luôn, nó đi đường bên hông hè kìa, tại bên hè tôi còn cái đường À, đường còn đi đường mà. nhỏ nữa hả? Nó còn đường bự lắm, cũng cắt cái nhà luôn á. Rồi cái nó đi ra tới chừng nó mở đèn cầu sáng giới à, tôi tưởng đâu nó trong cầu. Nó còn nói mẹ đưa chai dầu cho con thức bụng, cái tôi ghiền khuyên đi, tôi khoái cúc hay vậy tôi khoe quá tôi coi cái tôi đưa nó về nhà mà tôi không để ý bà mà đồ tôi có nghĩ nó đi đâu mà để ý. Rồi cái nó mới ấy nó nói: "Mẹ ơi, mẹ con quỳ xuống con lại, mẹ xin mẹ đưa điện thoại cho con đi, bây giờ mẹ giết con cũng được nữa mà mày, mẹ phải cho con chơi điện thoại." Cái tôi nói: "Không, mày chơi điện thoại thì mày còn liên lạc với người ta, tao lấy điện thoại lại ngày mai tao đem đi bán." Nó nói vậy đó, nó ngồi như chú vậy đó, gọi đây tôi coi coi gọi đây chừng nó đi ra cháu ngoại cho hay, thì giờ đó nó đi là tôi dòm lại là 7 giờ 10 phút. Rồi tôi chạy đi kiếm thấy mẹ dắt tối trời mưa nữa, con mắt tôi đâu có thấy đường đâu tôi đi. Bây giờ á, là hôm qua tụi con lên chảnh với chị của Lan Anh đó, là chị Như nè, lên chảnh là người ta nói là một bé khoảng 14 15 tuổi
nhảy. Trời ơi, tôi nói với Như rồi, tôi nói không phải đó đâu. Tôi nói cho con, tôi nói thiệt với chú, tôi sanh con á, tôi không có sanh con, tôi thiệt, tôi nuôi con, tôi biết. Tôi nói trước giờ Như chưa đi lận, tôi nói Như ơi, không phải đâu. Tám nói nghe con Thanh biết, nó mê về tình dục với đàn ông lắm. Nó cho Tám biết là biết đâu hồi ấy giờ, chứ nó không có mê, không bao giờ tự dặn. Tao dám bảo đảm một câu, dám bảo đảm. Nhưng mà cái sự cái buồn bã nhiều khi hắt hủi cái gì đó không thì... có hắt hủi cỡ nào đi nữa cũng không bao giờ có. Nhiều khi nó đi xong cái đi chung với bạn trai đó cô, rồi xong mà đi ở trên miếng đài đó, rồi tôi thấy vậy đó, rồi tôi nói không có đâu, tôi không thấy đâu. Rồi nó ngay có Nhân nè, công an đâu đó chỉ dẫn đàng hoàng, tôi tính bỏ cuộc rồi. Công an mới nói thôi giờ trình bày đi, Như tỷ lỡ nó còn sống không, nói về Như tỷ nó chết rồi, nói ừ sao tôi không trình báo chứ sự thật. Tôi hứa với chú là tôi nuôi nó rồi, cái ghen cha mẹ nó vậy rồi là dứt khoát. Tôi nói là tôi không cho nó về nhà tôi, mà dù nó có về nữa tôi cũng không cho nó về nhà. Tôi cho nó ở bên ngoại tôi, ở bên má tôi, hay là nó ở ai ở không cần thiết. Rồi tôi có tiền nhiêu thì tôi cho nó nhiêu, còn không có nữa thì thôi. Chứ tôi bây giờ là chủ yếu lo hai đứa nhỏ, với nhỏ bệnh nó cấp tiền vậy nuôi tôi thôi. Tức là bây giờ mà bé Lan Anh quay về là cô cũng không chấp nhận nữa? Không, không chấp nhận. Tôi miễn biết nó là sống chơi sống là tôi mừng rồi. Rồi nó ở đâu ở, hay hoặc cho tôi trình công an có nó đưa con vô viện, hay hoặc là ai chứng nhận nuôi nó tôi cũng vẫn chịu nữa. Chứ dứt khoát tôi không cho nó về nhà mà, tôi có nói. Không lẽ tôi không trình báo không gì, sợ nó có đe chém giết, hay hoặc là nó chết rồi công an mời tới tôi nó ở sao con đi không trình báo. Thì tôi lúc đó thì tôi nóng quá rồi, tôi ngu rồi này kia, rồi giờ tôi hỏi người ta hết thì người ta nói để trình báo thì tôi trình báo cho đâu đó nó rõ ràng ánh sáng gì. Chứ tôi nói thiệt chứ khoát tôi sợ lắm. Tôi dụ mà sợ từ trai, tại có thật tôi có thằng trai nó có vướng dắt vụ xì ke ma tí rồi. Tôi sợ lắm, tôi nghe là tôi nhúc nhích là tôi sợ rồi. Tại vì tôi thấy nó con gái nó dặn, nghe nói là chơi dặn nó hơi nhẹ. Rồi vì chỗ đó mình tính nhẹ là mình còn dạy sử dụng được nghe kịp không. Rồi tôi mới dạy nó nữa, còn mà nó nặng quá, nó dị quá thì trên đề tôi phải bỏ cuộc. Tôi phải giao cho chính quyền, và nó đi đâu nó đi làm gì làm, chứ tôi không cho về nhà tôi. Tôi có lên tôi nói nó, Lan Anh mà có coi cái này nè, cứ việc về đi con. Mẹ hứa là dứt khoát không có đánh mày, mà không có gì hết. Mày muốn ở đâu ở, miễn là mày có sống là tao vui rồi. Rồi chết tôi có nhân vui cũng mà vui bụng nữa. Còn dứt khoát về nhà mẹ là mẹ không cho. Không cho, tại vì tôi nói rồi, nhỏ gái tôi cũng có nói nữa, dứt khoát tôi không cho. Nó có về đi nữa, về giữ cỡ nào nó cũng vẫn đi. Tại vì nó có máu đó rồi, với cái gan đó rồi, là cỡ nào con tôi còn nói mẹ mà đem nó về á, nhầm khi nó nhẹ đó, gặp mà nó nặng hả, mẹ quánh không lại nó còn đâm chém giết mẹ luôn. Bởi vì chỗ đó tôi sợ quá, tôi nghe vậy thôi kệ, đăng lên đặng cho nó biết cái đó, đặng cho nó hơ đi ra cha đường xa mà gia chạm với xã hội, đặng cho nó hiểu đặng này kia, nó xa cái chỗ mà mấy người buôn bán, chỗ mà vô động này động kia hay hoặc này kia, tôi sợ vậy thôi. Chứ còn ngoài ra là tôi không sợ gì. Với đó. Cô nghĩ bây giờ bé còn nhỏ mà bây giờ cô bé về mà cô không có cho bé ở thì không, thấy thì tội cũng không? Có nhiều người chứa lắm không? Tôi chứa người đó chứa, tôi cũng vẫn không có chửi, tôi cũng vẫn như tỷ người đó nuôi nó không nổi, tôi cũng vẫn một mỗi tháng. Tôi có nhiều thì tôi đưa 2 triệu, không có thì được cỡ 1 triệu, 1 triệu rưỡi tôi vẫn cấp chu cấp ha. Cung cấp cho nó ăn uống cơm gạo phụ với người ta. Chứ không phải bắt buộc người ta nuôi nha. Không bắt buộc, nó vô tỷ nó thích về ngoại nó, hay là người này người kia người nọ tôi biết vậy đó. Rồi tôi có nhiều thì tôi cho nhiều, còn có thôi, còn về nhà tôi dứt khoát là tôi không cho nó về nhà tôi rồi. Là nói dư bằng sự thật như vậy. Tại vì tôi trình với tôi đi kiếm thì bổng phận tôi làm mẹ tôi phải đi tìm đi kiếm. Còn mà nó về đúng rồi là sự thật, tôi không cho nó về nhà tôi. Đó là cho nó an tâm, cho nó ra đồ trình diện đồ này kia cho tôi biết vậy rồi thôi, là tôi không có cần gì nữa hết. Bây giờ mình cần biết sống thôi là mình đi. Cần sống là yên tâm rồi, là không cần gì hết. Còn về nhà tôi là tôi không chứa nữa. Rồi vậy đó, chứ không có gì hết trơn á. Cô nghĩ bé Lan Anh là không có làm những cái chuyện dại dột? Tôi nghĩ là không bao giờ. Chị Như... hôm qua nè, chị Như có kể cho cô nghe biết hôm qua nhiều người dân thấy chứng kiến này kia rồi đó, có thể nói cho cô biết. Như đi lên tỉnh thì nghe người ta kể cái chuyện này chuyện kia cũng giống, cũng mình suy nghĩ cũng 80-90% cũng hơi giống. Nói cái tướng cũng giống, rồi bận áo đen phóng xuống thì cũng giống đó. Với trở lại là nó đi với cái người đó ốm ốm cao cao đen thì cũng giống cái người mà nhắn tin với ông Thanh Lan Anh đó. Thì nói chung người ta kể là
Chứ ở nhà nghe Tám á, bà nói là đôi dép cũ thì thấy cũng giống luôn. Nói chung kể những chuyện gì ra là thấy giống rồi. Mà mày bắn qua đôi dép đó là tôi dòm không phải rồi. Cái đó là đôi của cái người lớn tuổi. Còn một bé mười mấy tuổi là chưa có tìm được. Chưa tìm được. Thì ai biết đâu rồi, tôi nói rồi. Tôi nói ra như tỷ có là trên vấn đề. Bây giờ lên đã như mấy anh cũng có lên là tôi nói cái đầu nó cạo chọc qua rồi lên tóc cũng búng như tỷ mà có ấy đi nữa. Như có vớt lên thì trên tóc cục là ta cũng biết, người ta cũng điện về ta dòm số máy với dòm trên mấy người biết tóc lên là ta cũng biết. Tôi nói thôi giờ cũng như là tôi đi cũng không được rồi, với này kia này nọ thôi giờ á, cũng như ở phường với cái trưởng công an phó công an nè, ta có chỉ dẫn hỏi nhỏ này coi chỉ dẫn. Tôi nói thôi giờ phường như thôi giờ Tám cũng không mắc mấy đứa nhỏ nữa, đi học đi hành là đi không được. Thôi giờ mày muốn đi thì đi chứ mày khỏi đi cũng được. Tám cũng có buồn phiền gì đâu, mày cũng giúp tận tình rồi. Còn mày đi thì đi chứ cái chuyện đó con đi làm gì làm chứ Tám không đồng ý. Đi chở anh chi bây giờ chủ yếu đi cái này đi, công an trưởng công an phó công an người ta chỉ mình vậy rồi thì mình đi mẹ đi. Ra ngoài kêu bằng cái gì công an trưởng hay gì đó tôi công an tỉnh đó với cái gì đó trời nói rồi thôi rồi tôi có biết đâu có nhớ đâu thì nó chỉ dẫn tôi làm sao thì tôi làm vậy đó. Rồi giờ cái nó nói nó nó để nó đi này, tôi nói đi này đi rồi ngay hồi sáng tôi cũng có xuống phường nè. Rồi phường cũng chỉ dẫn kêu tôi đi rồi tôi thấy chữ nghĩa tôi cũng đi rồi tôi tôi biết chữ đi đầu này đi kia chỉ biết cái làm như tôi mệt tôi cũng làm biếng thôi, tôi thấy tôi trong mình tôi bệnh quá thôi tôi đi về. Tôi nói thôi tôi bỏ cuộc luôn kệ đi rồi cái mấy đứa nó nói bà Tám ơi thằng con Thanh nó còn chắc còn sống mà nó đi bán quán rồi, bán quán cà phê rồi. Nó đi bán quán rồi cho cái bà khỏi có lo. Nó không có chết đâu, tao nói trời ơi tao biết nó không có trụ dự tự dặn chết đâu, tao biết nó phái chai lắm, nó không có chết, nó chỉ là nó đi bán quán với tao sợ mấy đứa nó cũng như thấy mình không tìm kiếm nè. Vài tháng đó nó gù gớm đi rồi tới chừng không thời gian lâu á rồi bắt đầu người này người kia vũ nó này kia này nọ thôi, chứ còn chết là tôi bảo đảm chú không bao giờ có chết đó. Tôi nói không bây giờ không có đó. Là cô bây giờ quyết định là không có kiếm luôn? Không, tôi tính không kiếm luôn, kệ tôi đi trình công an rồi thì thôi, rồi cho công an vô cuộc, không vô thì thôi, chứ tôi cũng bỏ luôn. Tới chừng như tỷ tôi nói ông cho chú nghe, như tỷ nó sống thì thôi mà nó chết thì nữa. Như tỷ công an báo bà Tám ơi bà con bà vậy vậy, tôi cũng nói bằng nói lắm lại luôn. Tôi nói giờ tôi trình rồi đó, công an muốn với em muốn chôn nó hay là muốn dục muốn làm gì làm đi, chứ tôi cũng không nhìn mặt nữa. Cô làm vậy cô có nghĩ là người ta sẽ nói cô là mẹ mà quá vô tâm không? Tôi bây giờ tôi chấp nhận, tôi chịu sống dư luận luôn rồi, tôi chịu luôn rồi. Nó mới ác với tôi dữ đó. Con nhỏ Lan Anh này mới ác tôi dữ. Sao mà ác với cô? Không ác tôi, nó từ mười mấy tuổi tới giờ tôi bệnh đây nè, đáng lẽ ấy đến đổi mà nó tôi nói cho nó nghe luôn nè. Chén nó không rửa nè, cái gì nó không quét nè, tới nó dơ mình mỗi tháng mà tôi già đầu gì mà phải giặt cho nó từ cái quần nhỏ áo nhỏ. Còn nói tới nó cái nó vũ ra vũ gì cái nó phơi lên tôi đi ngang tôi nó tanh nè, tôi muốn ói gì đó, đó tôi nói cho nó nghe đặng cho nó biết. Nó ác với tôi lắm á. Chứ đừng có nói ai không biết bình luận thì nói tôi ác thì tôi chịu. Chứ tôi sống chấp nhận nuôi ba đứa con, hỏi từ công an ngoài tỉnh với từ phường 8 phường đâu ở đâu gì. Tôi nuôi con tôi chẳng là tôi chịu khổ chịu cực tới chưa chưa bao giờ tôi nói bây giờ nước mắt tôi khóc nữa, giờ hết khóc rồi, nói thiệt với chú lúc trước tôi khóc. Bây giờ lúc này hết khóc rồi. Bây giờ cô chấp nhận là người ta chửi thế nào cô cũng chấp nhận luôn. Chấp nhận luôn. Chấp nhận hết trơn, giờ tôi về tôi chán lắm, tôi nhỏ con tôi nó có nói nè, nói bây giờ con nói mẹ nghe nè, nó cố tình nó đi rồi mẹ kiếm nó cũng vẫn đi. Bây giờ trong khi mẹ bây giờ hiện giờ mẹ bệnh, mẹ lỡ mẹ có chết bất tử nè, mẹ tội nghiệp cho con chó con với thằng An nè. Rồi ai nuôi nó hả? Mẹ chết với xong mẹ chết người ta chôn thì mẹ yên rồi đó, còn hỏi lại thằng An với chó con ai lo? Con đâu có về được đâu mà con lo con của con đâu. Còn nó cho nó gia chạm xã hội đi, mẹ quánh biết bao nhiêu lần nè, hồi đó mẹ chửi con cỡ nào mà con còn biết suy nghĩ, con còn thấy con đường đó mẹ con phải sợ con phải chừa. Bây giờ đáng lẽ nó con người nó mẹ đánh bao nhiêu lần rồi, dạy bao nhiêu lần rồi mà nói nó không cố tình nó nghe đã nói vậy rồi thì giờ mẹ cỡ nào cỡ, bây giờ mẹ bỏ đi, mẹ đừng có thèm, miễn mà trình công an vậy là được rồi. Thì bây giờ tôi nói chú là tôi trình vậy đâu đó đàng hoàng rồi, bây giờ nó có về nữa, bây giờ công an trưởng công an có qua nói gì nữa tôi cũng dẫn nó không dám chứa nữa. Tôi nói giờ công an giờ đem nó đi đâu ở hay đem đi là hoặc đi đâu chứ tôi không dám chứa nó trong nhà. Vậy là quyết định là bỏ Lan Anh luôn, bỏ luôn không đi tìm luôn, không luôn không tìm. Ai tìm kiếm thì tôi cảm ơn, tôi biết nó như tỷ tôi đi ra chợ hay gặp nó dọc đường vậy là tôi vui rồi,
tôi có thì tôi cho tiền, còn không có thì thôi. Cô khẳng định luôn, khẳng định luôn, dám trên đây luôn, tôi dám khẳng định luôn, nói nó yên chí đi, vợ đụng cái đầu cái gót tôi nó đừng sợ, tôi gặp nó tôi làm mẹ thì nó ngay tôi ra nhận định là dứt khoát không cho về, chứ tôi gặp nó thì tôi lúc nào con tôi không không bây giờ tôi bỏ, tôi có tiền như tôi cho nhiều chứ không cho về, tôi dám nói dứt khoát không cho về, tôi nói thiệt chứ chú không cho về, tại vì cái ghen mẹ nó hồi đó là chơi vậy là tôi sợ, tôi nói tôi đi ra đường mà tôi nghe ai hút xích thì ke ma tí là nó thiệt, tôi sợ lắm, tôi cúi đầu, bây giờ có chửi tôi kêu bằng con đĩ già hay đĩ gì kêu tôi ngay mặt tôi cũng dẫn nín thinh nữa, thiệt tôi sợ cái vụ mấy người đó đó, đừng cho tôi dính dắt vô con đường đó, đó có nhiêu đó thôi, tôi dứt khoát không đi tìm đi kiếm đâu, cứ việc mấy chú à, con như có nhúng vô làm gì làm đi, tôi bỏ liều rồi đó. Tôi có trình đâu đó rồi, tôi không có tính nữa. Chị Như muốn chia sẻ gì không? Bây giờ mẹ của bé Lan Anh quyết định là bỏ mặc bé luôn, không đi tìm nữa. Ừ. Đó. Giờ em có đâu là gửi tới anh Thanh gì nè. Anh Thanh mày có nghe Chế nói á, thì mày bây giờ mày gặp Chế đi, rồi Chế á, nói chuyện động viên cho em nghe. Rồi á, em làm gì làm á, em cũng phải nghĩ rồi. Cái công ơn cha mẹ mình nuôi mình từ nhỏ tới giờ rồi cũng biết bao nhiêu của cải tiền bạc đổ vô tới cho đó em tới ngày khôn lớn em làm gì làm em cũng phải về báo hiếu cho cha mẹ, khi nào cha mẹ qua đời rồi mình muốn tung tăng mình muốn quậy cỡ nào quậy, còn bây giờ là cha mẹ đương bệnh hoạn rồi em phải ở em phải chăm sóc em phải nuôi dưỡng đặng em báo hiếu trả hiếu cho cha mẹ, cái đó đó là người đời không có cười chơi em, thì bây giờ em về đi Chế đứng ra Chế bảo vệ cho em không có chuyện gì xảy ra hết, em đừng có sợ, đã một khi Chế lên tiếng Chế bảo vệ rồi là từ đây tới sắp tới là em không có bị gì đâu, thì em cứ nghe lời Chế em về, còn ngoài ra ở ngoài đời xã hội á không có ai mà bằng gia đình hết trơn á, em đừng có nghe ai hết trơn, bây giờ em ở đâu em cứ nhắn tin với Chế đại đi, em mạnh mẽ lên, em mạnh mẽ em cứ nhắn tin là Chế lại Chế nói chuyện với em rồi á, con cũng nhờ cô chú bác trên cộng đồng mạng rồi có thấy con á Lan Anh này nè ở đâu á thì giùm chỉ giùm cho con rất là cảm ơn các cô chú bác mình nhiều lắm, bây giờ á con đi tìm đi kiếm nó bây giờ khắp nơi khắp đồ hết con không biết nó ở đâu nữa, thì con cũng nhờ các cô chú bác trên cộng đồng mạng á giang tay ra mà giùm kiếm nó giùm cho con á hậu tạ và con cảm ơn các cô chú bác lắm. Chị nhờ như vậy thôi, bây giờ chị đọc số điện thoại đi. Dạ, có gì của em là 0949731039, như các cô chú bác nào mà có thấy Lan Anh này ở đâu á giùm liên hệ giùm con, rồi con đi đến đó con rước Lan Anh về, rồi á con cảm ơn và hậu tạ các cô chú bác mạnh thường quân rất là nhiều luôn. Bây giờ thì mấy anh em cũng chuẩn bị qua cái bạn của bé Lan Anh của chú anh chị để mà hỏi thăm trước cái ngày bé Lan Anh đi có gặp bé không, thì bây giờ mời cô chú anh chị đón theo dõi video sau của mấy anh em là bây giờ trực tiếp để mà gặp cái người bạn của bé Lan Anh. Rồi xin chào tất cả của chú anh chị ạ. Chào cô nha cô. Em chào chị Như nha.